nghe danh hiệu Phật. Quý vị nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thường nghĩ, thường niệm, luôn luôn nghĩ đến. Trong lòng quý vị, danh hiệu Phật này luôn luôn bám chặt, miệng thường niệm. Khởi tâm động niệm, không nghĩ đến thứ khác, chỉ nghĩ đến câu danh hiệu Phật. Mỗi chữ đều rõ ràng, liên tục từ câu trước đến câu sau. Lão Pháp Sư Ấn Quang đã vì chúng ta thị hiện, để dạy pháp môn niệm Phật. Ngài niệm Phật, bất luận là bốn chữ hay sáu chữ, đều niệm rất rõ ràng, nghe rất tin tường, không ngắt quãng giữa câu trước câu sau. Ngài còn nhớ mười niệm, biết rằng câu niệm Phật của mình là câu thứ bao nhiêu trong mười niệm. Đó là gì? Là nhiếp tâm. Ba câu tiếp theo là công phu, đi đứng nằm ngồi, là nói mọi lúc mọi nơi chỉ nhớ một niệm, không có niệm khác. Đó mới là người tu niệm Phật thật sự. Nếu ta quá bận rộn, không thể chuyên tâm niệm Phật, mỗi tuần nên chọn một ngày. Một tuần một ngày không được thì một tháng một ngày. 24 giờ phải thật sự thâm nhập bốn câu. Thường nhớ thường niệm, mỗi chữ rõ ràng, câu trước câu sau không để gián đoạn. Dành một ngày trong một tháng để làm đến nơi đến chốn, thì tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Không thể nghĩ bàn. Đừng nên coi thường một tháng chỉ có một ngày, một năm tu 12 ngày, hiệu quả của nó rất thù thắng. Phải buông bỏ, đó là tăng thượng duyên. Không thể không thực hiện. Vì sao vậy? Sẽ tránh được tất cả những nhiễu loạn, không bị phiền não, tham sân si quấy nhiễu. Đây chính là việc chúng ta buông bỏ tâm tham lam. Năm đại phiền não là tham sân si mạn nghi, phải buông bỏ. Gặp thuận cảnh không tham, gặp nghịch cảnh không sân. Cảnh duyên trước mặt ta nhận thức rõ ràng minh bạch, không suy mê lẫn lộn, khiêm tốn. Đó là đức tính rất tuyệt vời.
cần phải học. Không những thay đổi tập khí ngạo mạn của mình, mà cùng lúc giáo hóa những người khác. Tự hành hóa tha, đối nhân xử thế tiếp vật lúc nào cũng kính nể người khác. Tự mình phải khiêm tốn. Đoạn nghi tức là tin một cách chắc chắn, không nghi ngờ. Với bản thân, đầu tiên là tin ta vốn là Phật. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói điều này. Tôi tiếp nhận, tôi thừa nhận, tôi biết tôi vốn là một vị Phật. Tôi vốn là vô lượng giác. Hiện tại không giác ngộ là bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên không thể chứng đắc. Câu nói này là lời Đức Thế Tôn nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Tôi vốn đã là một vị Phật, bây giờ khẳng định một câu, nhất định tôi sẽ thấy được bản lai diện mục của tôi. Tôi phải thành Phật. Vốn không phải Phật, quý vị muốn thành Phật thì hơi khó. Nhưng vốn là một vị Phật, muốn làm Phật sẽ đơn giản hơn nhiều. Tổ tiên của chúng ta hướng dẫn cho ta rằng bản tính vốn thiện,